Đây, đây, 14 Pro dạ. Mới tinh. Đây là cây đầu tiên luôn. Cam kết với anh cây đầu tiên. Chắc 100%. Rồi ok, để dạ. Giờ bảo quay lại. Dạ dạ dạ. Quay giờ là chờ cái này quay. Đầu tiên luôn á. Dạ đúng rồi, cam kết với anh là đầu tiên. Okay, là. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ, em sẽ phép dỗ anh về. Dạ dạ. Okay, nha. Dạ. Cảm ơn em. Đấy. Trời ơi, chưa xé luôn nè. Cây đầu tiên của Việt Nam. Chụp hình, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Đầu tiên của Việt Nam. iPhone 14 đầu tiên của Việt Nam đó là đây đó. Gặp hợp, gặp hợp, gặp hợp, gặp hợp. Du Kỳ với Hà này đứa nào muốn xé cái này? Con. Con. Rồi, chụp xì đi. Đúng rồi, xé cái đèn ra. Ui. Ôi quay quay cộng vô kim mực để mày tháo ra, để mày tháo ra để rớt của mẹ. Trời ơi rớt của mẹ kia ơi, xót ruột quá kia ơi. Được không? À hay, xé trên xé dưới luôn. Đó, rồi đổ xuống. Xuống nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi, nó rồi nó không cho tao đập luôn. Chưa. Màu tím. Ủa. Ủa. Em đặt màu tím kia mà. Màu tím. Em đặt màu tím là cái màu của em là kem lớn mà đâu phải kem đồ mắt, cái này của anh mà. Nó là của em đâu. Nói chứ cái của em á về sao? Cái của em á là về tới ngày 7 tháng 10 lận. Cái này là của anh về trước đúng đúng giờ đúng ngày hôm nay. Hãy đặt này trước đi. Đúng nhiên. Thành ra của ông có chút mình vô cho nên. Thôi giờ em xài đỡ này, chừng nào của em về anh trả. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Mẹ ơi, để cái đồng hồ con mới đến nè. Chừng nào cái đồng hồ con mới tới kìa. À, để mình mở thì mình mở lên, mình mở mở nguồn đó. Y có khay sim nha, có khay sim. Bản này có khay sim. Thì có mà mới xài được. Thì em sợ nhiều cái bản nó bị y sim gì đó. Lên rồi mọi người lên mọi người. Anh, cái cụm camera đẹp quá nè. Ôi cái cụm camera của nó đẹp lắm, nhìn nó sắc sảo lắm. Để em mở lên em coi nó mất cái tai thỏ, nó có cái viên thuốc nha. Đây là... viên thuốc đã mất tai thỏ rồi. Đây là cái viên thuốc. Tai thỏ, tai thỏ. À, cái tai thỏ nó lỏng lỏng. Ủa mẹ ơi, nhìn cái đồng hồ con mới đến rồi. Ai đòi quà không á? Tai thỏ là này. Đúng rồi. Tai thỏ là này. Này bị viên thuốc. Chúng ta đã cần phải chạy. Tự nhiên mình có con vũ mạch trước rồi. Tức gương. Thì vũ mạch xài trước. Không có củ sạc luôn nha. Không có củ sạc luôn nha, chỉ có cái dây thôi nha. Vũ mạch xài trước nha. Tao xài trước rồi là có rồi mới nhường dạ. Còn. Ôi có sự xin chào nữa nha. Sách tay bên nước nào mà có sự xin chào nữa nha. Sticker mẹ. Dữ dội nha. Mẹ ơi, sticker nè. Nhiều vậy? Hình như mấy cái đầu là tới năm mấy triệu lần đó. Rồi, năm mấy triệu. Mua cái đầu như bị bắt vậy. Mẹ sticker nè. À, có sticker nữa nè. Chạy lâu quá. Để mình sẽ quay camera bằng iPhone 14 nhớ bạn coi nha. Đợi mình xíu.